Hello, chào anh em nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Hôm nay thì tiếp tục vào chiến đấu trên quả Xích Bô Sanguin này thôi. Và ở đây thì nghe vẻ là cầu kèo ngày hôm nay đang có một cái tỷ lệ đi bet khá là đẹp. Ok, bắt hồi anh em nhé, bắt hồi. Và này thì mình sẽ quất quả Cama Tài đấy. Nói chung là cầu con này rất là đẹp nên là anh em mình đánh nó cực kỳ lâu kia là luôn. Để xem là phát đầu tiên mở bát và có là ok slide không. Con này vốn cũng rất là thoải mái. Vốn 45 m, cố gắng kiếm độ 5 củ ăn sáng là nhẹ nhàng đúng không? Về cách chơi cách bắt thì tôi cũng đã chia sẻ với anh em rồi. Nhưng mà tôi thì rất là thích chơi cái hướng đấy là bắt cầu bằng. Đấy, bởi vì cầu bằng con này thì thực ra để mà nói nó là một cái cầu rất là dễ chơi anh em nhé. Đặc biệt là nếu như mà cầu ra bệt thật sự luôn là dễ chơi. Đấy, pha này thì mình thử giải nhẹ vào quả cam mà xỉu đi. Ô thế đéo lại đánh 1.000 này chết rồi. 60 lẻ đi nốt đây. 60 lẻ đi nốt đây. Giải nhẹ bắt quả 1-1 phát. Đấy, thế là lên được 47 rồi. Hôm nay cố gắng lên khoảng tầm độ 50 thì anh em mình gọi là ok lan luôn như còn gì nữa đúng không? Rồi ôi, nó lại là ra một con chú bé tài tiếp. Không sao, ở đây mình đánh bé mình đéo sợ, không làm sao cả. Nhưng mà đang đang bệt lẻ anh em ạ, đang bệt lẻ được 4 tay rồi. Ôi xồi, bắt lẻ thêm tay nữa luôn. Bắt lẻ thêm tay nữa luôn đây. Xoay 2 củ. Nào xem là có bú hay không đây. Anh em hỏi thời gian gần đây thì có chương trình event gì không. Thì anh em nào mà chưa tải game nha, anh em ấn click vào tải tải game dưới phần mô tả của tôi nhá. Đấy, thì đang có chương trình anh em nào mà tải tạo tài khoản mới ấy. Ui, pha này lại về tài, lại còn tài 16 anh em ạ. Không sao, chơi phải có thắng có thua, cầu bằng mà đúng không? Cầu bằng nó thiên biến vạn hóa lắm. Ok, bắt hồi lẻ và bắt cược tiếp vào xỉu. Ôi thế đéo lại đánh 1.000. Lần này anh em nào mà tải game thì đang có cái quả gift code dành tặng cho những anh em mà mới tạo tài khoản nhá. Đấy thì cũng rất là ok la. Ui mẹ, đồng chí này 700 triệu ấy. Ui vãi trưởng này. Ô vãi cả nho chịu ơi. Chín xỉu bú cả hai anh em nhá. Bú cả hai luôn, tuyệt vời luôn. Ok la chưa? Bú cả hai luôn, tuyệt vời luôn. Xây ơi luôn. Đẹp luôn. Đúng không? Xây ơi. Đây lên được 50. 50 thì anh em mình bây giờ mình chơi nó kiểu gọi là cưỡi ngựa xem hoa anh em hiểu không? Đấy, đánh chiêu chiêu. Được thêm đồng nào thì được, còn không thì anh em mình nghỉ luôn. Nói chung là Xích Bô này thì cái cầu của nó tôi bảo rồi, rất là dễ chơi, không có gì là khó khăn cả. Thì phiên trước có đi 5 này, phiên trước đi 3 nữa này. Đúng không? Thì đang có một cái tỷ lệ ở đây tôi thấy đang khá là đẹp, 5-3 một tách. Không biết con này có về tài không? Ui, ra 9 xỉu. Kép 9 anh em ạ. Kép 9. Ôi không sao. Ok, ra 2 xỉu. Ơi thì bây giờ là mình có lãi rồi đúng không? Đấy, ui, mẹ lắm đại gia thế, thật sự luôn anh em ạ. Ui, mẹ thế luôn, hôm nay ở trong bàn toàn đại gia thôi. 500 củ này, 100 củ này, ui mẹ 300 củ này, game này rất nhiều đại gia anh em nhé. Vãi cả trưởng mà chịu ôi, thật sự luôn đấy. Ui, quả anh quý 1980 sợi đứng ở đầu nhỉ. Ơ hay thật đấy. Thế luôn, game hôm nay toàn toàn các đại gia thôi. Quá sợ hãi, quá đáng sợ. Rồi kép 9 bẻ mượt, bẻ đẹp luôn. Anh em nhớ nhá, cầu kép trong này bẻ. Ui, sorry anh em. Sorry anh em. Cầu kép trong này bẻ nó còn mượt mà hơn là cái cầu kép của con TX này em ạ.
Tao xem thử quả TX, TX đang đi ngắn tay này. Ai xài ngắn tay thì kệ mẹ mày, đeo chơi. Đây thì vừa mới gãy quả 22 xong. Gãy này bẻ mượt sang tài này. Nhìn ngứa nhở, nhìn ngứa nhờ. Làm mẹ tay đi anh em ạ. Nhìn ngứa thật sự luôn đấy. Ok là bên Sixbo đang vừa bẻ quả đẹp luôn này, 3-2-1 xong rồi bẻ về xỉu này. Giờ mà nó đi đẹp nữa là sẽ đi quả 1-1 anh em ạ. Đó. Nói cho chơi cái này thì anh em có thể là kết hợp để chơi cả TX vào nữa. Thực ra Sixbo thì nó cũng là một cái gọi là gì ạ, một cái tổ hợp của TX rồi. Ôi pha này thì lại ra vẫn ra xỉu anh em ạ. 5-6 đầu đít 9. Ui khó nhỉ. Hơi khó chơi đấy. Thế là bị vỡ mất 1 mét đây, thành ra là tôi lại phải đấm ở đây 1 mét rưỡi đi. Ok bú chứ sao lại không bú nhỉ. Ok cầu đi đẹp anh em ạ. Cầu đi đẹp thì có tài thế này và đi quả 1-1 anh em nhé. Tỷ lệ ra 1-1 rất cao. Đấy. Được chưa. Nếu mà để mà đánh an toàn thì anh em mình không nên đánh to nha. Thực ra Sixbo thì nó là một cái tựa game mà dành cho những anh em vốn bé, đa phần là dành cho anh em vốn bé thôi. Chứ anh em mà vốn to quá vào đây là cũng gọi là ôi dồi ôi đấy. Thứ nhất là dễ bị soi, cái thứ hai là vốn to mà đánh bé thì nghe vẻ nó hơi ngứa tay đúng không? Đây. Vốn to mà đánh bé hơi ngứa tay lắm. Ôi sao gãy rồi, gãy ra hai tài anh em ạ. Thế là mình vẫn là cứ tròn trịa là 50 củ anh em ơi. Thôi thì chắc là thôi mình cũng nghỉ anh em nhá. Đấy, lên để hướng dẫn anh em. Thực ra thì hôm nay hướng dẫn thì cũng chả có cái hướng dẫn gì. Đấy, ở video trước tôi đã chia sẻ cho anh em về cái phương pháp bắt điểm xí ngầu của cái quả Sixbo này rồi. Thì anh em nào mà chưa biết về cái phương pháp này anh em có thể là vào lại kênh của tôi và xem lại cái video đấy nhá. Đấy còn hôm nay thì mình vào mình chốt lãi cho anh em thôi, nhẹ nhàng tình cảm đúng không. Đấy thì anh em mà có thắc mắc câu hỏi gì nhá thì anh em cứ comment ở phía dưới, tôi sẽ giải đáp và trả lời cho anh em ở những cái video tiếp theo, ok chưa. Còn ví dụ mà anh em mà yêu quý thì ấn follow kênh và chia sẻ video, thả tim video, chia sẻ video cho anh em bạn bè cùng nhau gọi là kiểm tra nha. Đấy, ok. Còn link tải chuẩn nhất, mới nhất và code cùng các thứ tất dưới phần mô tả, anh em quan tâm cứ click vào là có nha. Ok chưa? Thì chúc anh em thành công win về cái bộ môn Sixbo này và gặp nhiều may mắn, được chưa? Chốt lại âm mầm. Đây, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con vợ ở trong những cái video tiếp theo của tôi nhé. Bye bye.